Nó ngon muốn lột rồi nào. Cái gì? Rồi, con này màu nó đổi màu luôn rồi. Quá được hết. Có 800 gram. Quá hôi mà hình quá. Gắn chạy gì mà không có chuột thấy không? Lưng nó bị chạy tự là cái lọp mình á, cái hôm đó, cái hôm mình kéo nè. Dạ, nó mới kéo đó hả? Nó sóc cái dễ gì nó chạy. Hai em, ba em mất hết, như bốn em mẹ nó rồi. Dính liên tục ha, cái nào cũng dính con. Đặt này nó chạy như vậy tết. Con này to hơn hai con hồi nãy. Con này cỡ 900 gram rồi 1 ký. Chơi cây đũa không ta? Để nó chạy cho tránh ta. Ăn thôi gắn ủng rồi. Nó bắt con này về nhậu à? Bữa nay không nhậu nữa. Hử? Bữa nay không nhậu. Nhậu nữa hả? Không. Đã kìa nấu cháo à. Mình có sẵn nhưng chú đừng sợ. Quá trời con to. Ủa dưới dưới à? Trời con này bự. Nhanh ghê ha. Đó nó hoành nhìn vậy mà ra nó nhanh thiệt con táp. Chạy cái ào quá lên nó chạy. Ôi trời. Con này bự lắm rồi, con này cũng cả ký. Con này 900 gram. Sao bác cán? Đúng rồi. Rồi thêm một bầy vịt. Vịt trời nó thắng, nó kêu nó vậy đó. Một cặp luôn không thắng. Cặp nó có đẻ mình đá đó. Đá này qua hổm mình thăm không chạy nè. Sẵn không? Mẹ sẵn. Sẵn cái bập của mình vậy. Dùng đũa đâu ta? Dùng đũa đi. Cái này phải dùng đũa rồi. Con này hậu quấy nữa. Đũa. Con đũa cái gì vậy? Chuối. Chuối. Cái hùng bà có không? Nè. Thank you.
lại nó cắt đi bé cắt vô gì đây. Con này cũng khá khá đấy. Cũng bạn gắn cái này đầu đẳng. Dạ. 800 gram. Cũng 6 con này cũng 6 con. Mà mà. 6 con không được được bơ, 6 cái lọc. Còn 2 cái, 4 cái không có con chuột. Còn hổm cái đực này ăn cái hổm cái này ăn đực nè. Đực nhỏ hơn cái này. Đực nhỏ nó dài nè, cái đuôi nè. Dạ. Cái này hổm 900 gram, này ăn đực 600 gram. Bốn ký hồi nặng ký nè. Dạ. Con nặng còn nữa nằm cái mấy sáu ký. Dạ. Đây là trúng mính nè. Trúng. Chục cái này phải cái nó không mất gắn nữa là nằm cái mé quá. Dạ. Cái này 4 ký. Còn 4 ký. À, coi coi. Wow. Chú này là chú chú này chưa bự nhất đâu không? Còn con bự lắm không đó. Đó, con đang đỏ đỏ đâu mày đã đâu. Và này mới bự nào thắm. Nữa. Rồi. Hai mấy cối nè. Qua wow, coi cái nó đi cỡ nào. Qua wow, trời nó bò nó tắm. Khôn không nó bò, nó lựa chỗ rậm nó bò ha. Ừ. Đó. Nghe không? Đó. Cứ cho nó đi đi nè. Cứ bật kia thôi. Đó. Đó. Ồ, nhanh không? Đó. Ghê không? Đó. Đó trời. Đó. Đó. Rồi, nặng cái này. Chục cái lợp chạy bơ hơn 4 ký đâu quý vị ơi. Ba con nè, 2 ký mấy. Dạ. Ba. Ba con. Ba ha. Bữa nay là cũng vô mánh rồi. Có chục cái lợp. Dạ. À. Wow, búi luôn. À. Rồi, cho vô đó Tám ơi. Được rồi. Quá trời nó ra ngoài nó bò lổng ngổng, nó bò dữ lắm chứ bộ. Nước sạch nước trong. Lúa chỗ đồng đồng, sắp đồng đồng.